Ba thói quen để người tiêu dùng tiếp cận và tiêu thụ thực phẩm kém chất lượng, còn người làm thật thì không bán được hàng. Chào các bác nha, thì bữa giờ em hay nói các cái vấn đề của bà con nông dân, của người sản xuất, thì nhiều bác cũng bảo là toàn đổ tội cho nông dân. Em thì em không dám có ý đó, thế nhưng mà em nhìn cái vấn đề nó từ cái cội rễ tiên trách kỷ. Và thực ra mình cũng có vấn đề thật thì thôi mình nên nhận mình sửa mình trước đi. Chứ còn bây giờ nói thật là trong ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay, nông nghiệp thực phẩm nói chung thì đụng ông nào cũng có vấn đề cả. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn kỹ hơn từ cái nội dung, cái tâm tư ngắn của cô nông dân ngày hôm qua em chia sẻ đấy. Để xem cái anh người dùng mình có cái lỗi, cái lỗ hổng nào để góp phần làm khó hơn trong cái hệ sinh thái ngành nông nghiệp hiện nay không. Đặc biệt là với những anh em mình đang làm nông nghiệp theo hướng sạch, hướng hữu cơ này nọ. Sản phẩm mình làm ra đã khó rồi nhưng mà khi tung ra thì gặp người tiêu dùng cứng nữa thì cũng vã lắm đúng không các bác? Đó thì nông sản thực phẩm kém chất lượng báo động khắp nơi thì chúng ta cũng biết rồi. Nhất là ở các cái đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Ngộ độc thực phẩm cứ liên tục, vụ nào vụ đó cả chục cả trăm người. Nhưng người ăn thì vẫn cứ phải ăn thôi. Còn bây giờ bảo hãy là người tiêu dùng thông thái thì em thấy nó cũng khó lắm. Bởi vì mỗi người có một cái lĩnh vực, có một cái quỹ thời gian, một công việc nhất định. Sẽ không thể ai cũng có thể là chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia thực phẩm hay là hiểu biết về nông nghiệp. Nhất là những cái thứ nó nằm bên trong sản phẩm. Màu sắc hình dạng chỉ là lớp áo, phải có sự hỗ trợ của máy móc, của công thức chất thử này kia để mà kiểm test ra. Từ đó mới biết chính xác đâu là thực phẩm sạch, đâu là nguy hại. Và đương nhiên chúng ta cũng không thể đổ cái việc phân biệt kiểm soát thực phẩm sạch bẩn cho người tiêu dùng được. Đó là việc của các ban ngành, cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện. Và cả phía người sản xuất nữa. Ở đây em chỉ bàn về cái tâm lý của người tiêu dùng và một số cái yếu tố mà người tiêu dùng mình có thể chủ động thay đổi được. Đặc biệt là trong cái tình thế mà mọi thứ nó còn nhuộm nhạm như hiện nay thì mình biết để mình né được cái nào thì né. Và đây là những cái được rút ra từ cái quá trình làm nông nghiệp, từ dịch vụ sản xuất phân phối cho đến nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi người dùng anh em làm bao nhiêu năm nay. Đó là những cái hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp mà người tiêu dùng chúng ta vô tình tự đẩy mình đến cái việc tiếp cận và tiêu thụ cái thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt là cư dân đô thị. Bởi đơn giản là người dùng mình nắm quyền chọn mà, chỉ là ta có trang bị cho mình cái khả năng đó hay không thôi. Thì thứ nhất đó là em thấy cái sự thiếu cái chú trọng trong cái bữa cơm gia đình. Chúng ta có rất nhiều lý do để mà bỏ qua bữa cơm nhà, thời gian, kinh tế, thậm chí là tâm lý ăn cho xong. Không biết là nhà các bác thế nào, chứ còn em thì không phải là ở đây mà nhiều chuyện, nhưng mà nhiều khi mình quan sát mình thấy nhiều gia đình mình thực sự cũng không quan trọng lắm cái bữa cơm gia đình, cái văn hóa bữa cơm trong gia nhà. Tới bữa là cứ làm một nồi mạnh, ai đó bới tô, ăn qua loa cho nó xong bữa với rất nhiều cái lý do. Thậm chí trên bàn mỗi người một cái điện thoại, chúng ta ăn cho nó xong bữa chứ cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của cái bữa ăn như thế nào. Từ không khí chung tới từng món ăn, cảm nhận từng miếng ăn trong miệng rồi những cái câu chuyện xung quanh bữa cơm. Cái bữa cơm nó nhạt nhẽo, nó qua loa như thế thì cái công tác chuẩn bị, lựa chọn, nghiên cứu nguồn nguyên liệu nó cũng qua loa cho xong. Cái thứ hai là cái xu hướng ăn vặt, ăn linh tinh rất nhiều, đặc biệt là ở người trẻ. Bữa chính thì ăn rất ít, nhưng bữa phụ, bữa vặt thì ăn khá tích cực. Ăn đồ chế biến, chiên nướng, ăn nhanh các kiểu, thậm chí ăn cho vui. Chúng ta đều biết rằng chính những cái loại thức ăn này, đặc biệt là ở các đô thị, mới là cái kênh để tiêu thụ các cái nguồn nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, thậm chí hư hỏng nhiều nhất. Nếu như cơm nấu hàng ngày, mớ rau khúc thịt ta có thể ít nhiều thẩm định sự tươi sống, thì mấy cái đồ chế biến rồi thì đố ai thẩm định được. Chúng ta không tin cứ thử hỏi ai thân quen làm nhà hàng, quán xá hay buôn bán mấy cái hệ thức ăn này nọ, họ sẽ chia sẻ cho cái cách mà họ xử lý nguyên liệu, cách mà họ tối đa lợi nhuận thì các bác sẽ thấy nó còn hấp dẫn hay không ngay mà. Thứ ba là cái sở thích ăn đồ lạ miệng, trái mùa, hàng ngoại đẳng cấp này nọ. Cái này nó mới liên quan đến cái hoạt động sản xuất nông nghiệp này. Các bác cứ hình dung đơn giản là như cái hàng ta xuất ngoại, cái nông sản ta xuất ngoại đấy, thì trái cây mình để mà xuất tới bên kia là phải thu hái ít nhất 1 tuần 10 ngày. Có lợi hơn thì trong cái quá trình sơ chế vận chuyển bảo quản là sẽ phải can thiệp một số cái phương thức bảo quản hoặc là ức chế chuyển hóa chín. Tất nhiên đó là những cái loại thuốc có trong danh mục và được cho phép. Thì đó hàng nhập về cũng vậy, nhiều khi còn lưu qua các cái cầu trung gian trăm dặm thêm để mà bảo quản được lâu hơn. Trong khi cá nhân em thấy thì nông sản Việt mình, trái cây, thực phẩm này nọ, mùa nào thức đó, đất nước mình có, mình làm ra được, mình dùng tươi sống. Còn phân tích về hàm lượng dinh dưỡng chất này chất kia thì em nghĩ không thua kém gì đâu. Còn cái vụ mà thích lạ miệng, thích trái vụ thì đơn giản thôi. Mình thích thì con sâu nó cũng thích, cái nấm nó cũng thích. Cái cây, cái con trong tự nhiên thì xuân hạ thu đông mùa nào thứ đó, cả năm nó tích lũy gom chất dinh dưỡng, đến mùa đến vụ nó mới đâm bông kết trái. Nay ta làm trái vụ thì kiểu gì cũng phải can thiệp vào cái cơ chế tự nhiên kia. Rồi như nói ban nãy thì ta thích thì sâu bệnh nó cũng thích. Thậm chí nó còn đói hơn ta vì ta có cái này cái kia mà ăn. Còn nó thì chỉ có mùa đó nó mới được ăn mà.
nay trái mùa thì nó sẽ ăn kinh hơn. Mà như vậy thì bắt buộc người sản xuất phải can thiệp nhiều hơn để mà có thu. Can thiệp như nào thì các bác cũng biết rồi. Còn cuối cùng là những cái kỹ năng cá nhân để mình có thể phần nào chọn được những cái thực phẩm tươi ngon hơn. Về cảm quan, cách nhìn cây rau tươi, cọng lá nó có thể không đều nhau, không to mập nhưng mà nó khỏe. Và quan trọng nhất là đúng mùa. Con cá, con tôm cũng vậy. Nhiều bạn trẻ bây giờ có khi không phân biệt được cá tôm nó tươi thì như thế nào, trông mang trong mắt ra sao. Những cái cơ bản ông bà để lại mà mình chịu để ý, hòm hòm gom ít tí kỹ năng là phần nào mình cũng loại trừ bớt những cái rủi ro ăn phải thực phẩm kém chất lượng thôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông bà mình có những cái đúc rút rất hay trong cái ăn uống thực phẩm, như là mùa hè ăn cá sông, mùa đông ăn cá bẻ, rồi đông ăn củ cải, hạ ăn gừng. Đó, mùa nào ăn món gì. Thứ nhất, nó tốt cho sức khỏe, bởi vì cái cơ thể mình ở cái thời điểm, khoảng thời gian đó có thể là nó sẽ thiếu cái chất đó, hoặc là nó sẽ hấp thụ tốt nhất cái chất đó. Thứ hai là cái mùa đó, thời điểm đó thì cái món đó nó mới ngon nhất, lành nhất mà mình chơi thôi. Đó thì kiến thức thông tin căn bản như này nó ở khắp nơi. Lướt TikTok mạng mẽo thì đồng ý là giải trí, nhưng mà thông qua đó chúng ta cũng nên tìm hiểu, vì nó là miếng ăn miếng uống sức khỏe hàng ngày của bản thân và gia đình mình mà. Mình quan tâm, mình xem nhiều cái gì thì thuật toán mạng xã hội nó sẽ dâng cho mình cái đó thôi. Người ta hay bảo là hãy là người tiêu dùng thông thái, người tiêu dùng thông minh, và lại có cái câu là có tiền làm phiền thiên hạ. Vậy người tiêu dùng của mình đã thông thái, đã thông minh chưa, hay là chỉ cần có tiền là ta đây thông minh, ta đây sẽ được auto ăn đồ xịn? Đồng ý là có tiền sẽ mua được đồ xịn, nhưng cái xịn gỗ hay là xịn nước sơn thì chưa chắc. Đó thì cũng nhờ cái tâm lý là có tiền mua giá cao thì sẽ được đồ xịn mà có rất nhiều cái bài kinh doanh răng sẵn hiện nay để đánh vào cái tâm lý đó. Bán được giá cao lời nhiều thì bỏ một chút tiền ra để mà làm cái này cái kia thì khó gì đâu. Đó thì sơ sơ đó là những cái lỗ hổng trong tâm lý người dùng. Thói quen thích ăn cái này, muốn ăn món kia, lạ miệng, bắt mắt trái mùa. Thậm chí là cái sự thể hiện kết hợp với cái lỗ hổng về kiến thức tự nhiên, về sản phẩm, nó vừa tạo cơ hội cho cái người làm gian họ tiếp cận mình. Còn ngược lại thì cái người làm thật cũng khó sống được, vì không bán được hàng, hoặc là bán được nhưng mà cũng không có lời, vì phải gồng thêm cái này cái kia. Đến khi gồng hết nổi thì cũng bứt và quay trở lại cái cách làm thông thường như cả làng vẫn làm. Phân thuốc hóa chất, đẹp da bóng trái, phì da bóng trái bình thường, một vòng luẩn quẩn.